Hello, xin chào các bạn, mình là Endon, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube đầu tư Chaycoin của mình. Thì hiện nay, trên kênh YouTube này của mình cũng đã chia sẻ với các bạn về những cái phương pháp đầu tư trong thị trường đầy tiềm năng cryptocurrency này. Và có một số cái phương pháp đầu tư phổ biến như là HODL, nắm giữ coin trong dài hạn, làm Airdrop Bounty, đầu tư ICO và một số cái hình thức đầu tư khác. Nhưng cái hình thức mà được mọi người quan tâm nhất đó vẫn là cái hình thức giao dịch mua bán Chaycoin theo những cái đợt sóng của thị trường để kiếm lời. Thì đây là cái phương pháp đầu tư mà nó có thể giúp chúng ta kiếm được cái lợi nhuận một cách nhanh chóng trong ngắn hạn. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái hình thức mà khiến cho nhiều người mất tiền nhất ở trên thị trường này. Nhất là cái việc thiếu kiến thức và thiếu kinh nghiệm, nó có thể làm cho cái số tài sản của các bạn giảm đi một cách nhanh chóng. Vậy thì trong cái video ngày hôm nay, Endon sẽ chia sẻ với các bạn về 5 cái sai lầm thường gặp nhất khiến cho các trader dễ bị mất tiền ở trong thị trường này. Và trước khi đi vào chủ đề chính thì các bạn hãy ủng hộ cho Endon bằng cách là nhấn subscribe, theo dõi kênh YouTube đầu tư Chaycoin này của mình để cập nhật về những cái video kiến thức cực kỳ giá trị về thị trường cryptocurrency. Và bên cạnh đó thì với những cái video hướng dẫn phân tích kỹ thuật trên kênh của mình thì mình có soạn ra cái file tài liệu giáo án của video đó. Thì bạn nào muốn nhận tài liệu thì hãy comment để lại email xuống phía dưới video đó thì Endon sẽ gửi cho các bạn hoàn toàn miễn phí. Và chú ý là các bạn hãy ấn cái đường link là nhận tài liệu miễn phí ở phía dưới phần mô tả của video này để thường xuyên nhận được những cái tài liệu giá trị và được chọn lọc từ mình về thị trường để dành cho các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào chủ đề chính của video ngày hôm nay, 5 sai lầm thường gặp khi chơi coin khiến bạn dễ bị mất tiền. Và cái sai lầm đầu tiên đó là chúng ta bị thiếu kiến thức và quá nóng vội. Thì đây là một cái lỗi sai mà hầu hết các trader mới vào nghề, những cái bạn mới tham gia thị trường đều bị mắc phải. Bởi vì chúng ta khi bước chân vào thị trường này thường bị ảnh hưởng bởi cái hiệu ứng FOMO. Đó là nghe thằng bạn nó mách, nghe ông hàng xóm họ chỉ là thị trường này rất là ngon ăn, tao vừa vào lệnh hôm qua đã ăn 50-60%. Ví dụ vào 100 triệu là trong một ngày đã có khoảng 5-60 triệu để tiêu, thì tiêu gì cho hết. Thì cộng thêm những cái tin tức tràn lan ở trên thị trường khiến cho cái lòng tham của chúng ta nổi lên. Chúng ta bị FOMO và bước chân vào thị trường này mà không có một cái nền tảng kiến thức vững chắc. Thì bạn tham gia vào đây với cái tâm lý rất là lạc quan, yêu đời. Bạn nghĩ mình sẽ nhanh chóng nhân 5 nhân 10 tài khoản và mình sẽ đổi đời. Và như cái hiệu ứng tâm lý FOMO mà mình đã chia sẻ với các bạn ở trong video trước, đó là chúng ta nóng vội, chúng ta vội vàng chạy theo thị trường, chúng ta nhanh chóng tham gia vào đây vì lo sợ rằng chúng ta sẽ bị lỡ mất một cái cơ hội đổi đời rất là ngon ăn. Nhưng bên cạnh đó, vì chúng ta chưa có kiến thức, chưa có kinh nghiệm, nên khi mà thấy những người xung quanh họ ăn liên tục, họ thắng liên tục ở cái thời điểm mà thị trường đang nóng nhất, thì chúng ta lao vào mua theo họ. Như vậy thì cái rủi ro nó sẽ rất là lớn. Bởi vì khi thằng bạn nó bảo là nó đã nhân 5 nhân 10 tài khoản thì có nghĩa là khi đó giá nó đã cực kỳ cao. Và nếu các bạn mua vào ở cái giá đó thì khả năng các bạn đu đỉnh là rất lớn. Thì các bạn cứ thử nhìn xung quanh, mình đảm bảo là có rất nhiều người mắc phải cái trường hợp này. Và điều quan trọng là chúng ta không được nóng vội ở trong thị trường này. Bởi vì với cryptocurrency hay bất kỳ một thị trường tài chính nào khác, nó luôn luôn có một cơ hội cho chúng ta. Và cái câu trả lời rõ ràng nhất cho chúng ta là cái đợt giảm giá của Bitcoin từ tháng 1 cho đến bây giờ. Khi mà tháng 12 Bitcoin nó lên giá 20.000 đô và đến lúc nó giảm đến khoảng 15-16.000 thì có rất nhiều người đã cho rằng cái giá này nó đã rất là thấp rồi và họ lao vào mua với cái hy vọng Bitcoin sẽ tăng lên 27-30.000 đô. Nhưng cho đến bây giờ thì họ đã mất đi một nửa tài sản rồi. Và cái lời khuyên cho chúng ta là hãy thật kiên nhẫn chờ đợi một cái mức giá tốt. Bởi vì thị trường nó sẽ có thể về đến những cái mức giá mà bạn không thể nào ngờ tới. Và quan trọng hơn là hãy trang bị cho mình cái kiến thức về cái kiến thức nền tảng, kiến thức phân tích kỹ thuật và nhất là bạn phải thật bình tĩnh ở trong thị trường này. Bạn đừng để xảy ra cái trường hợp đó là mua vào ở cái mức giá mà khi bạn hòa vốn thì người ta đã lãi được mấy lần. Cái điều đó nó rất là căng thẳng và mệt mỏi. Các bạn hãy cứ bình tĩnh. Và cái sai lầm phổ biến thứ hai của các trader đó là quá tự tin vào bản thân. Thì hầu hết các trader khi bước chân vào lĩnh vực này là đang trong thời kỳ thị trường đang tăng trưởng tốt. Bởi vì chúng ta thấy thị trường đang tăng giá thì chúng ta mới nhảy vào. Chứ có rất ít người thấy thị trường đang giảm giá, đang đỏ sàn như vậy mà lao vào cả. Đó chỉ là những cái nhà đầu tư đã có kinh nghiệm. Thì chính vì cái thị trường nó đang ở trong cái thời kỳ tăng trưởng tốt nên khi mà các bạn tham gia, chúng ta sẽ rất dễ kiếm được lợi nhuận. Ví dụ Bitcoin nó đang ở trong cái giai đoạn uptrend đi lên thì cứ mua vào ngày hôm trước là ngày hôm sau chúng ta đã có lãi mà chẳng cần phải phân tích tìm hiểu gì cả. Nhưng chính những cái lợi nhuận ban đầu đó nó gây ra cho chúng ta cái tâm lý chủ quan
và nghĩ rằng mình giỏi. Bạn thắng được vài lần đầu tiên do cái thị trường nó tăng trưởng, nhưng mà đến khi thị trường nó sideways rồi giảm xuống, bạn vẫn tin vào những cái quyết định trước đó của bản thân, cộng thêm nghĩ rằng mình giỏi nên không cần phải trang bị kiến thức, thì bạn sẽ bị thua liên tiếp những cái lần sau, có thể làm cho mất đi phần lớn cái tài sản của bạn nếu bạn không kiểm soát tốt cái lòng tham và cái số vốn của mình. Và nguy hiểm hơn là mình lấy một cái ví dụ là có một số bạn mua vào Bitcoin, thắng được vài ngày đầu khi mà thị trường nó đang tăng trưởng, cảm thấy rất là hào hứng với cái thị trường này. Đầu tiên thì thắng được vài chục triệu một ngày, thấy rất là happy. Nhưng đến khi cái lòng tham nó nổi lên, nghĩ là mình quyết định chính xác như vậy, tại sao mình không đi vay để tăng cái số tiền lời lên để làm giàu nhanh hơn? Và sau khi có lời thì mình lại trả lại cái số vốn đó, và họ đi vay đến cả vài tỷ đập vào đây. Và vì trước đó thị trường nó đã tăng trưởng quá nhanh rồi, thì tất nhiên nó phải đến cái giai đoạn chậm lại và quay đầu giảm xuống. Cái gì nó cũng thế, nó tăng xong thì nó phải giảm. Thì đầu tiên nó giảm 10% thì vẫn rất là lạc quan, nghĩ là nó giảm tí rồi nó lại bay. Rồi nó giảm đến 20%, vẫn kiên quyết vào cái quyết định của mình. Rồi đến 30% thì bắt đầu toát mồ hôi, nhưng vẫn cố ôm bom cảm tử. Và khi nó giảm đến 50% thì cắt lỗ không kịp nữa rồi. Thì ban đầu họ đang thắng, nhưng bây giờ lại ôm thêm một cục nợ. Thì mình đảm bảo là có rất nhiều người mắc phải những cái trường hợp như vậy. Vì cái chuyện bơm thêm vốn đầu tư là cái chuyện rất thường gặp ở trong các sân chơi tài chính, khi mà nhà đầu tư đạt được những cái thắng lợi ban đầu. Và cái điều quan trọng là chúng ta phải quản lý thật tốt cái số vốn của mình, không đi vay mượn và tham gia thị trường với cái số vốn mà mình có thể chấp nhận mất cũng được. Và đối với tiền mã hóa này, vì nó là một cái thị trường còn non trẻ nên không có điều gì là không thể, nên chúng ta cần phải đề phòng những cái trường hợp xấu nhất. Và tiếp theo thì cái sai lầm thứ ba, đó là chúng ta quá tham lam. Như ở trên mình đã nói, rất nhiều người bước chân vào thị trường này với một cái giấc mơ màu hồng rằng mình có thể nhanh chóng nhân 5 nhân 10 tài khoản trong vài ngày. Nhưng chúng ta cần nhớ một điều là cái gì lợi nhuận cao thì nó luôn đi liền với rủi ro cao. Có rất nhiều người bất chấp ôm tiền lao vào những cái đồng coi rác, mặc dù nó chả có tiềm năng hay nền tảng gì cả. Nó chỉ được sinh ra để làm giá và hút tiền từ thị trường. Những cái đồng coi đó nó có vốn hóa bé và volume giao dịch nhỏ, chỉ vài trăm ngàn, thậm chí là vài chục ngàn đô. Thì cái việc mà nó bơm giá lên vài lần hay vài chục lần là điều đơn giản. Và khi mà các bạn đu theo thì sẽ không thể thanh khoản được và sẽ trở thành cái nguồn để cá mập xả hàng. Hoặc là khi mà chúng ta đặt lệnh mua vào mà chúng ta quá tham lam, các bạn không xác định được cái điểm chốt lời cho nó hợp lý, thì cũng rất khó để chiến thắng ở trong thị trường này. Và các bạn hãy nhớ là rủi ro nó luôn tỷ lệ thuận với cái lợi nhuận. Và với những nhà đầu tư truyền thống như Warren Buffett chẳng hạn, thì ông chỉ kỳ vọng cái mức lãi suất một năm từ 20 đến 30% thì nó đã là một cái con số tuyệt vời rồi. Nhưng còn với cái thị trường tiền mã hóa này thì Andrew khẳng định là cái con số 30% một tháng nó không phải là khó, nếu bạn trang bị cho mình những cái kiến thức nền tảng thật tốt và kiểm soát được cái tâm lý, cái lòng tham của mình. Thì tất cả những kiến thức để mà bạn có thể đạt được những cái mức lợi nhuận đó thì Andrew cũng vẫn đang chia sẻ hoàn toàn miễn phí ở trên kênh YouTube đầu tư Chaycoin này của mình. Và nếu các bạn chịu khó bỏ thời gian, bỏ công sức ra để nghiên cứu thì các bạn hoàn toàn có thể đạt được. Và trong cái video đầu tiên của mình thì Andrew đã lấy một ví dụ, và bây giờ mình sẽ chia sẻ lại nó. Đó là nếu chúng ta ứng dụng cái lợi nhuận này với công thức lãi suất kép như ở đây, thì nếu bạn cứ đều đặn đạt được cái mức lợi nhuận là 30% một tháng, và cái lãi tháng này cộng dồn vào vốn của tháng sau, thì sau một năm lợi nhuận của chúng ta sẽ là 23 lần, một con số rất là khủng khiếp. Có nghĩa là nếu bạn đầu tư vào đây 1.000 đô với cái mức lợi nhuận là 30% một tháng, thì sau một năm bạn sẽ có 23.000 đô. Còn nếu bạn đầu tư vào đây 10.000 đô thì sau một năm bạn sẽ có 230.000 đô, một con số rất là tuyệt vời. Vậy nên chúng ta đừng có tham lam, đừng có mong muốn làm giàu nhanh chóng trong vài ngày, mà chúng ta nên kiên trì duy trì cái mức lợi nhuận đều đặn và an toàn cộng thêm công thức lãi suất kép, thì chúng ta sẽ có được cái kết quả tuyệt vời. Và có thể nói cái công thức lãi suất kép này nó được gọi là một cái phát minh vĩ đại của loài người. Thì tiện đây mình cũng chia sẻ kỹ hơn về công thức này cho bạn nào chưa biết. Đó là người ta tính ra cái con số 72, thì bạn lấy 72 chia cho cái lãi suất phần trăm của một chu kỳ thì bạn sẽ ra được cái số chu kỳ để nhân đôi cái số vốn của bạn. Thì mình lấy ví dụ, nếu một tháng bạn có cái mức lãi suất là 7,2% như ở đây, thì bạn lấy 72 chia cho 7,2 ra được kết quả là 10.
thì có nghĩa là sau 10 tháng đều đặn như vậy, với cái lãi suất 7,2% một tháng, thì cái số vốn ban đầu của bạn sẽ nhân đôi. Đây là một cái công thức rất là hay mà các bạn lên nốt lại. Còn với cái lợi nhuận 30% một tháng như ở trên, thì chúng ta lấy 72 chia cho 30, được 2,4, thì có nghĩa là sau 2,4 tháng, cái số vốn ban đầu của chúng ta sẽ nhân đôi. Rất là tuyệt vời. Thì công thức lãi suất kép này là cái công thức để các tỷ phú làm giàu. Và tiếp theo thì cái sai lầm thứ tư, nó cũng liên quan đến hai cái sai lầm trên, đó là khi mà chúng ta không chịu cắt lỗ. Thì trong cái hình thức giao dịch mua bán chơi coin này, thì cắt lỗ nó là một cái việc cực kỳ quan trọng. Nó quan trọng không kém như khi chúng ta chốt lời. Nếu bạn không biết cắt lỗ thì chắc chắn bạn không bao giờ chiến thắng ở trong thị trường này. Bởi vì trong thị trường này, cái xu thế, cái trend của thị trường là một cái điều tất yếu, chúng ta không thể chống lại được nó. Và sẽ có những lúc cái quyết định mua bán của chúng ta là sai lầm, và không một ai có thể đúng 100% ở trên thị trường này. Vậy nên cái việc cắt lỗ nó giúp bảo toàn cái nguồn vốn của các bạn và bắt đầu một cái giao dịch mua bán mới theo cái xu hướng mới của thị trường để tạo ra lợi nhuận. Và nếu bạn không cắt lỗ thì là bạn sẽ thua. Vậy nên chúng ta đừng quá tự tin vào cái quyết định của bản thân và cũng đừng quá tham lam. Có rất nhiều bạn trader vì không cắt lỗ nên đã trở thành những người hold to die bất đắc dĩ và không biết cho đến bao giờ nó mới quay trở lại cái giá cũ. Và cái việc mà các bạn không cắt lỗ tức là bạn đã thua. Và có rất nhiều nhà đầu tư có cái quan điểm là giá nó xuống thì nó phải lên, nên họ không sợ. Nhưng họ không để ý là để nó trở về cái giá cũ thì nó sẽ mất một cái thời gian rất là dài và vốn của chúng ta sẽ bị chôn ở đó mà không làm được việc gì. Và trong khi bạn bị ngâm vốn như vậy thì với những người mà đã cắt lỗ thì họ đã tận dụng được các con sóng khác, mua ra bán vào nhiều lần và có cái mức lợi nhuận lớn hơn bạn rất là nhiều rồi. Và chúng ta phải luôn luôn nhớ cái câu nói nổi tiếng ở trong thị trường này, đó là đáy của hôm nay có thể là đỉnh của ngày mai. Và các bạn phải xác định được là cái việc cắt lỗ và việc chốt lời nó quan trọng ngang nhau. Và cái sai lầm cuối cùng mà mình nêu ra ở trong video ngày hôm nay, đó là cái việc chống lại xu hướng của thị trường. Thì trong giới đầu tư thường có một câu nói nổi tiếng, đó là khi mà người khác tham lam thì mình nên sợ hãi, còn khi mà người khác sợ hãi thì chúng ta nên tham lam. Thì cái câu nói này nó đúng, nhưng chúng ta phải áp dụng tùy trong từng trường hợp, đúng lúc đúng chỗ thì nó mới phát huy cái hiệu quả của nó. Còn nếu không thì đó sẽ là một cái sai lầm, như cái ông đi xe ngược chiều ở trong cái ảnh này. Và như trong một video mình đã từng chia sẻ với các bạn về cái tầm quan trọng khi chúng ta xác định được cái xu hướng của thị trường, thì nó đã chiếm đến 80% cái chiến thắng của chúng ta. Ví dụ, khi mà thị trường đang trong cái thời kỳ tăng trưởng tốt, các nhà đầu tư đều mua vào, khi đó giá nó sẽ tăng rất là mạnh. Mà lúc đó bạn lại suy nghĩ là khi họ tham lam thì mình sợ hãi và bạn bán ra, thì bạn sẽ bị bán non. Còn mà trong lúc thị trường sợ hãi bán tháo mà bạn lại cố thủ giữ lại chờ tăng giá, thì bạn lại càng sai lầm. Bởi vì lúc đó thì cái số lỗ của bạn sẽ ngày càng tăng lên. Và tất nhiên, mình nói như vậy không có nghĩa là khuyên chúng ta phải chạy theo đám đông, vì đám đông chưa bao giờ chiến thắng ở trong thị trường này. Nhưng chúng ta cần phải dựa vào cái kiến thức và kinh nghiệm của mình để xác định được cái điểm dừng hợp lý, tránh bị cuốn theo cái cơn lốc của thị trường. Điều này nó là cực kỳ quan trọng. Và qua đây thì Andon đã chia sẻ với các bạn về 5 cái sai lầm thường thấy của các trader ở trên thị trường này khiến họ thường xuyên bị mất tiền, để chúng ta liên hệ bản thân. Nếu bạn phạm phải một trong 5 cái lỗi này thì chúng ta cần phải rút kinh nghiệm và sửa đổi ngay lập tức trước khi tiếp tục với thị trường. Thì Andon cũng chúc các bạn là tham gia thị trường với những cái quyết định chính xác nhất, kiếm được lợi nhuận an toàn và bền vững, tránh được những cái rủi ro không đáng có ở trên thị trường này. Và đến đây thì Andon cũng xin kết thúc cái video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thích video này thì hãy ủng hộ cho mình bằng việc like video và chia sẻ nó lên tường Facebook của các bạn. Và hãy subscribe theo dõi kênh YouTube Đầu Tư Chơi Coin này của mình để cập nhật những video kiến thức cực kỳ giá trị về thị trường cryptocurrency. Và hãy ấn một cái nút chuông bên cạnh để nhận thông báo về những video mới sớm nhất. Và chú ý là các bạn hãy ấn cái đường link và nhận tài liệu miễn phí ở phía dưới phần mô tả của video này để nhận được những cái tài liệu giá trị và chọn lọc từ mình. Và nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý gì cho video của mình thì các bạn hãy để lại comment xuống phía dưới video này, mình sẽ giải đáp đến các bạn. Và cảm ơn các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.